Chiều ngày 29 tháng 12 năm 2011, tại khoa Quản trị Kinh doanh HSV Đại học Quốc gia Hà Nội đã diễn ra lễ khai giảng chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế IEMBA lớp 10G28. Đây là chương trình đào tạo do khoa Quản trị Kinh doanh HSV Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Viện Quản trị Kinh doanh FSV, Trường Đại học FPT và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Northwestern Thụy Sĩ đồng tổ chức. Tới dự buổi lễ, đại diện Viện Quản trị Kinh doanh FSP có tiến sĩ Trần Phương Lan, phó viện trưởng. Đại diện khoa Quản trị Kinh doanh HSP có ông Hà Nguyên, giám đốc khối đào tạo sau đại học. Về phía khách mời có tiến sĩ Võ Trí Thành, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Mở đầu lễ khai giảng, ông Hà Nguyên đã giới thiệu với học viên lịch sử hình thành và phát triển khoa Quản trị Kinh doanh HSP. Trải qua hơn 17 năm, HSB đã lớn mạnh và thực sự trở thành địa chỉ đào tạo quản trị kinh doanh uy tín bậc nhất Việt Nam. 4 năm liền từ 2008 đến 2011 được Edu Universal bình chọn là trường kinh doanh số 1 Việt Nam. Tiếp đó, đại diện Viện Quản trị Kinh doanh FSB, tiến sĩ Trần Phương Lan đã cảm ơn các học viên đã tham gia chương trình đào tạo, cũng như tỏ lòng khâm phục học viên giữa lúc tình hình nền kinh tế đang gặp những khủng hoảng, nhưng đã cố gắng dành công sức và tiền bạc để tham gia khóa học trong gần 2 năm tròn. Ông Nguyễn Thanh Hải, học viên lớp IEMBA 08C và là tân thạc sĩ vào đúng ngày 29 tháng 12 cũng lên chia sẻ niềm hãnh diện vì được tham dự chương trình học và đến nay đã gặt hái được những thành công trong việc vận dụng kiến thức nhà trường truyền thụ để lãnh đạo công ty của mình đứng vững và phát triển trong năm 2011 đầy sóng gió. Ngay sau lễ khai giảng, chương trình IEMBA 10G28 đã có buổi lên lớp đầu tiên qua bài nói chuyện của tiến sĩ Võ Trí Thành về chính sách kinh tế vĩ mô và phát triển tài chính của Việt Nam. Là chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề liên quan đến tự do hóa thương mại, hội nhập kinh tế khu vực, các chính sách kinh tế vĩ mô và chính sách về phát triển tài chính, diễn giả đã mang tới cho các học viên những thông tin bổ ích về tình hình kinh tế Việt Nam trong năm 2011 và những dự báo trong năm 2012.